Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 14 tây tháng 4 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề giới tinh hoa chính trị Mỹ biết vụ bạo loạn ngày 6 tây tháng 1 sẽ xảy ra nhưng không ngăn cản. Kính thưa quý vị, không phải tất cả các cuộc đảo chính tại các quốc gia dân chủ và các phản ứng của các chính phủ của họ đều giống nhau. Tôi muốn nói đến một sự so sánh về bốn nỗ lực đảo chính gần đây ở bốn nước cộng hòa lập hiến là Hoa Kỳ, Peru, Đức và Brazil và tại sao các nước khác họ đã có những hành động gần giống nhau ngoại trừ nước Mỹ. Tại Brazil, một ngàn kẻ bạo loạn đã bị bắt gần như ngay lập tức trong ngày và trễ nhất là sau đó vài ngày. Còn ở Đức, âm mưu chỉ mới nhen nhúm thôi, chưa công khai thì đã bị tóm gọn đưa vào ăn cơm tù chờ ngày ra tòa. Nhưng mà ở Mỹ khác lắm quý vị. Khoảng 2 năm sau cuộc nổi dậy thất bại của Donald Trump ở Mỹ, ba cuộc đảo chính thất bại khác đã bị ngăn chặn hoặc đánh bại ở Nam Mỹ và châu Âu. Chỉ một trong những nỗ lực đảo chính bất hợp pháp này không phải do tổng thống hoặc cựu tổng thống thực hiện. Hai trong số các quốc gia này không có điểm chung nào với các phản ứng hậu pháp lý của hoa kỳ và một số điểm tương đồng với cuộc đảo chính của hoa kỳ mặc dù quốc gia thứ ba có nhiều điểm chung với cuộc đảo chính ở hoa kỳ hơn so với các quốc gia khác nhưng mà họ lại có điểm chung với những phản ứng hậu pháp lý với các quốc gia khác chỉ riêng có hoa kỳ là có những vấn đề giải quyết hậu pháp lý sau những cuộc đảo chính là khác với các quốc gia khác. Ở Peru và Đức, kế hoạch thực hiện các cuộc đảo chính đã được chuẩn bị trước vào tháng 12 năm 2022. Vào sáng sớm ngày 7 tây tháng 12 năm 2022, Tổng thống Peru Pedro Castillo đã cố gắng giải tán quốc hội Peru trước các thủ tục luận tội sắp xảy ra bởi cơ quan lập pháp có bản chất tương tự như một cuộc luận tội lần thứ hai của Trump vào tháng 2 năm 2021. Ông Castillo ban hành lệnh giới nghiêm, thành lập một chính phủ khẩn cấp và kêu gọi một hội đồng lập hiến. Vào cuối ngày 7 tây tháng 12, Tổng thống Castillo đã bị bắt vì bị cáo buộc phạm tội nổi loạn và bị 101 thành viên trong cơ quan lập pháp gồm 130 người luận tội. Phó Tổng thống đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tiếp theo của Peru. Và cùng trong ngày đó, 25 người đã bị bắt trong các cuộc bố ráp khắp nước Đức vì tình nghi âm mưu lật đổ chính phủ. Nhóm này bao gồm các nhân vật cực hữu và cựu quân nhân rõ ràng bị ảnh hưởng bởi các thuyết âm mưu của QAnon và ít nhất là có chủ đề phù hợp với donald trump kế hoạch có chủ đích của họ là xông vào các tòa nhà chính phủ và giành chính quyền đã không thể thực hiện được và thưa quý vị điều khác biệt giữa peru và đức với hoa kỳ là các quốc gia này họ có khả năng can thiệp tốt hơn vì hệ thống pháp luật của họ có đủ các công cụ cần thiết bao gồm luật chống khủng bố trong nước và các hành động chống nổi loạn và họ có thể sẵn sàng sử dụng chúng bất cứ lúc nào peru đã có thể ngăn chặn các hoạt động nổi dậy của castillo khi mà chúng mới vừa bắt đầu và nước đức đã nhanh hơn ngăn chặn một âm mưu đảo chính trước khi nó có thể bắt đầu ngay cả khi các nhà chức trách hoa kỳ có luật rõ ràng họ có thể đã ngăn chặn cuộc nổi dậy ngày 6 tây tháng 1 xảy ra ngay từ đầu. Nếu mà những người chịu trách nhiệm có ý định làm như vậy. Chính quyền Hoa Kỳ đã có luật để ngăn chặn ngày 6 tháng 1 xảy ra. Các ví dụ từ Brazil, Peru và Đức cho thấy họ đơn giản là thiếu ý chí để làm như vậy hoặc không muốn làm như vậy. Chúng ta có thể xem xét một ví dụ lịch sử trước đó. Khi mà có khoảng 35.000 người phản đối chiến tranh Việt Nam. Họ bắt đầu tập hợp vào ngày 1 tháng 5 năm 1971 tại công viên West Potomac, gần Đài tưởng niệm Lincoln và Đài tưởng niệm Washington. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình lớn vào ngày 3 tháng 5 và hô vang nếu chính phủ không ngừng chiến tranh tại Việt Nam, chúng tôi sẽ ngăn chặn chính phủ và mục tiêu đã nêu ra của họ là phân tán nhân lực khắp thủ đô tại các cầu nối và tương tác chiến lược để tạo ra sự tắc nghẽn trong thành phố và ngăn cản nhân viên liên bang đi làm tuy nhiên các cuộc biểu tình được dự đoán trước đã trở thành phá sản chủ yếu là do chúng bị gián đoạn bởi sự tập trung đông đảo của cảnh sát quân đội do Bộ trưởng Tư pháp John Michel ra lệnh. Người sau này đã trở nên khét tiếng vì vai trò của ông ta trong vụ bê bối Watergate. Đến tối ngày 1 tháng 5, Bộ Quốc phòng đã bố trí hàng ngàn quân liên bang có vũ trang xung quanh vùng ngoại ô thủ đô và ra lệnh cho một tiểu đoàn cảnh sát quân sự cũng như một tiểu đoàn trực thăng còn phía bên trong thành phố thì có hơn 5.000 sĩ quan cảnh sát đang túc trực, được hỗ trợ bởi 1.400 vệ binh quốc gia. Thưa quý vị, chuyển sang trường hợp nỗ lực nổi dậy của Brazil hồi đầu tháng này. Chính quyền ở đó cũng có luật thích hợp và họ sẵn sàng sử dụng chúng, ít nhất là sau khi các cuộc tấn công bắt đầu. Vào cuối ngày âm mưu đảo chính thất bại, thì chính quyền đã bắt giữ gần 1.000 kẻ bạo loạn. So với con số zero, không có ai bị bắt cả ở Washington. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, cựu tổng thống Jair Bolsonaro, ông đã thực hiện một cuộc đảo chính của mình. Sau cuộc đảo chính của Trump, tung tin giả về gian lận bầu cử và từ chối thừa nhận thất bại của mình tại các cuộc thăm dò Ông đã đặc biệt sử dụng ví dụ về cuộc tấn công điện Capitol của Hoa Kỳ để biện minh cho việc hủy bỏ hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil. Vào ngày 8 tháng 1, khi mà những kẻ bạo loạn xông vào quốc hội, dinh tổng thống và tòa án tối cao của Brazil, Bolsonaro đã ở Florida. Trên thực tế thì con trai ông ta là một nghị sĩ Brazil đã đến thăm Trump tại Maralago có lẽ là để lấy ý kiến và tìm thêm thông tin để biết cách làm gì ở tại quốc gia của ông ta. Và chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau sự kiện, thì Bộ trưởng Tư pháp đã công khai nói với các phóng viên rằng Bolsonaro phải chịu trách nhiệm chính trị về các sự kiện ngày 8 tháng 1. Mặc dù trách nhiệm hình sự của ông ta sẽ phải được xác định về mặt pháp lý, âm mưu đảo chính của những người ủng hộ bolsonaro đã tự động trao cho ông lula quyền lực mà không ai có thể tưởng tượng được rằng ông ấy sẽ có được ngay cả một nhóm tướng lĩnh quân đội có liên quan đến vụ đảo chính hiện đang bị điều tra đối với brazil đây là một điều hoàn toàn mới tất cả các lực lượng dân chủ kể cả cánh hữu đều đang lên tiếng kêu gọi điều tra và truy tố bolsonaro ông ta hiện đang rất yếu về mặt chính trị. Người dân Brazil đã vui mừng, lạc quan khi mà thấy đất nước của họ đang đi theo một con đường tốt hơn Hoa Kỳ. Sau những tội ác của Trump và vụ tấn công điện Capitol, dù đất nước này đã bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi một loạt vấn đề xấu xí nhập khẩu từ Hoa Kỳ, mà nước này chưa từng phải gặp trước đây bao gồm tin tức giả mạo của cánh hữu tràn lan và một nhóm lớn người da trắng mê sản sùng bái thần tượng và đam mê súng ống khi đi dạo trong khu phố có lẽ quý vị cũng thấy các sân vườn ít cỏ hơn nhiều cây bản địa hơn sân vườn quý vị trông thế nào quý vị sẵn sàng thay sân cỏ cần nhiều nước bằng cảnh quan đẹp hiện đại và tiết kiệm nước chưa nếu quý vị cư ngụ ở quận Santa Clara, các chương trình hoàn tiền khuyến mãi của Valley Water có thể giúp trả chi phí nâng cấp. Truy cập qua service org ngay hôm nay để kiến tạo sân vườn của quý vị. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Trở lại Hoa Kỳ, xét đến sự phân cực chính trị của người Mỹ, những kẻ vừa là đồng mưu vừa là tay chân trung thành của Trump tại Hạ viện họ đã bắt đầu các cuộc điều tra chỉ để báo thù và các cuộc điều tra chỉ để bảo vệ giáo chủ và họ có quyền lực hợp pháp để làm như vậy người mỹ dường như chỉ mạnh mẽ để chiến đấu ở các vùng đất xa xôi với những kẻ thù xa lạ để bảo vệ nền dân chủ cho các quốc gia khác còn ngay tại quê hương của họ người mỹ bỗng trở nên hiền lành bạc nhược và sẵn sàng bỏ qua những kẻ ác đang rắp tâm phá hoại nền dân chủ nước nhà thật kỳ lạ và khó hiểu về người mỹ tương lai nền dân chủ của người mỹ có vẻ không mấy tươi sáng lắm quý vị và chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị với nhan đề một vố đao mất mạch đảng cộng hòa tennessee với hai dân biểu da đen tái nhậm chức Kính thưa quý vị, hai dân biểu Justin Jones và Justin Pearson. Hai đảng viên đảng Dân Chủ gần đây đã bị trục xuất khỏi cơ quan lập pháp Tennessee vì tham gia cuộc biểu tình đòi kiểm soát súng. Cả hai đã chính thức được phục hồi ghế cũ. Justin Jones đã được phục hồi bởi Hội đồng Đô thị Nashville bằng một cuộc bỏ phiếu 36 trên 0 vào thứ hai và Justin Pearson đã được phục hồi bởi ủy ban quận Sanby. Bằng một cuộc bỏ phiếu 7-0 vào thứ tư. Justin Jones đã tuyên thệ nhậm chức trở lại vào tối thứ hai, trong khi Pearson cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức trong tuần này. Việc phục hồi chức vụ cho Jones và Pearson đã mạnh mẽ chống lại nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm bịt miệng họ và sự ủng hộ của họ đối với việc kiểm soát súng. Justin Jones phát biểu với đám đông trên bậc thềm của điện Capitol rằng Hôm nay, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp vang dội rằng nền dân chủ sẽ không bị giết chết trong sự im lặng và vô cảm. Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng tới chủ tịch hạ viện tiểu bang Tennessee, ông Cameron Sutton, rằng người dân Tennessee sẽ không cho phép những tội ác chống lại nền dân chủ của ông ta xảy ra mà không bị thách thức. Nói chung thưa quý vị, việc hai dân biểu có nước da không được trắng, Justin Jones và Justin Pearson, đều đã được Ủy ban quận địa phương phục hồi ghế của họ. Theo luật tiểu bang Tennessee, Ủy ban quận địa phương chịu trách nhiệm chỉ định người thay thế tạm thời sau khi một nhà lập pháp bị trục xuất. Theo quy định của Hiến pháp tiểu bang, thì Jones và Pearson, cả hai đều là người da đen. Họ có thể quay lại cơ quan lập pháp sau khi được phục hồi. Sự trở lại của Jones và Pearson sau khi họ bị trục xuất khỏi cơ quan lập pháp vào tuần trước đã trở thành một điểm nóng trong các cuộc tranh luận quốc gia về dân chủ và phân biệt chủng tộc. Các đảng viên Đảng Cộng hòa ở Tennessee trước đây họ lập luận rằng hành vi của các nhà lập pháp trong cuộc biểu tình kiểm soát súng đáng bị kết chức vì vi phạm các quy tắc trang nghiêm của hạ viện tuy nhiên điều đáng chú ý và đáng chỉ trích đó là dân biểu gloria johnson của knoxville một phụ nữ da trắng bà ta cũng tham gia biểu tình như là hai dân biểu da đen nhưng mà lại không bị trục xuất và các đảng viên cộng hòa biện minh rằng vai trò của bà ít gây rối hơn. Và đây là lời biện minh trơ trẽn của những tên cộng hòa phân biệt chủng tộc trong Hạ viện tiểu bang Tennessee. Về lý do và bối cảnh của Đảng Cộng hòa. Việc trục xuất John và Pearson đã bị chỉ trích ở địa phương và cả quốc gia là phản dân chủ và phân biệt chủng tộc. Quyết định này đã tước quyền bầu cử của khoảng 140.000 cử tri ở Nashville và Memphis. Những người đã bầu cho cả hai nhà lập pháp này. Đồng thời đánh dấu một trường hợp hiếm hoi sử dụng biện pháp trục xuất dân biểu ở tiểu bang này. Những người ủng hộ dân quyền và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đã liên tục gọi quyết định của Đảng Cộng hòa Tennessee là trục xuất hai người đàn ông da đen chứ không phải phụ nữ da trắng là phân biệt chủng tộc. Một lời chỉ trích mà đảng Cộng hòa Tennessee đã cố gắng bác bỏ. Giờ đây thì, nói chung việc phục hồi của Jones và Pearson đóng vai trò như một lời quở trách mạnh mẽ. Đối với những hành động chưa từng có của đảng Cộng hòa bảo thủ cực đoan. Mà tôi đã dùng cách gọi chính xác rằng đây là một đảng Trump phát xít thì đúng hơn kể từ tuần này, thưa quý vị, Jones và Pearson chính thức trở lại là đại diện cho các quận của họ. Tuy nhiên, việc phục hồi chỉ là tạm thời. Luật của tiểu bang Tennessee yêu cầu các quận của các nhà lập pháp bị trục xuất phải tổ chức lại các cuộc bầu cử mới để chính thức lấp đầy các ghế của họ. Và cả Jones và Pearson đều được phép và dự kiến sẽ tranh cử lại cả hai người John và Pearson đã nói rằng họ tham gia các cuộc biểu tình để lên tiếng cho những cử tri cảm thấy họ không được đại diện cho cơ quan lập pháp Tennessee, đã không chịu hành động về vấn đề kiểm soát súng sau vụ xả súng hàng loạt ở Nashville. Cơ quan lập pháp cho biết họ không có kế hoạch thông qua bất kỳ dự luật kiểm soát súng nào trong năm nay. Như vậy, hậu quả mà họ phải đối mặt là chưa từng có. Trước đây, hạ viện Tennessee chỉ trục xuất hai nhà lập pháp kể từ sau nội chiến, một người vì hành vi sai trái tình dục và một người vì hối lộ. Còn ngày nay, việc trục xuất John và Pearson đánh dấu vụ đầu tiên diễn ra vì vi phạm quy tắc lịch sử và cũng là vụ trục xuất vì đảng phái và phân biệt chủng tộc đầu tiên của tiểu bang trong lịch sử gần đây. Thưa thưa quý khán thính giả, các thành viên Cộng hòa, họ đã nói rằng họ sẽ công nhận John và Pearson là thành viên nếu họ tái đắc cử. Ở Tennessee, các nhà lập pháp cũng không thể bị trục xuất vì cùng một hành vi phạm tội lần thứ hai. Có nghĩa là lần tới, nếu họ có đi ra biểu tình để chống kiểm soát súng hay là chống một dự luật nào đó, họ sẽ không thể nào bị buộc tội việc trục xuất một dân biểu vì màu da và phân biệt chủng tộc chứ không vì một lý do chính đáng nào cả. Nó đã thiết lập một tiền lệ đáng lo ngại tại các tiểu bang đỏ với lưỡng viện nằm dưới sự ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa. Việc trục xuất John và Pearson đánh dấu sự đàn áp bằng một hành động thanh trừng trục xuất của các đảng viên Cộng Hòa đối với những người lớn tiếng không đồng ý với họ về việc kiểm soát súng theo dữ liệu cho thấy thì tiểu bang tennessee là tiểu bang kém dân chủ nhất ở hoa kỳ và cũng chính dữ liệu đó đã cho thấy rằng sự kiểm soát của đảng cộng hòa đối với một nhà nước đã dẫn đến việc gia tăng các khuynh hướng phản dân chủ và những xu hướng đó khiến cho một số người ủng hộ dân chủ bao gồm ba nhà lập pháp đảng dân chủ tại Tennessee họ lo ngại các hành động của Đảng Cộng hòa Tennessee có thể truyền cảm hứng cho các cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế khác sử dụng quyền lực của họ để trừng phạt hoặc là loại bỏ trục xuất những người của đảng đối lập mà họ không đồng ý tại các tiểu bang đó. Như vậy, việc loại bỏ cũng chỉ là một hành động mới nhất của cơ quan lập pháp Tennessee do đảng cộng hòa thống trị họ muốn hạn chế quyền lực chính trị của người da đen trong tiểu bang và các nhà lập pháp đảng cộng hòa họ đã đưa ra các dự luật nhằm cắt giảm một nửa quy mô của hội đồng thành phố nashville và làm suy yếu các đề xuất nhằm cải cách cảnh sát ở nashville memphis và nashville với dân số da đen khá lớn ở các thành phố này các đảng viên đảng Dân Chủ trong tiểu bang cho rằng nhiều đề xuất trong số này là nỗ lực nhằm làm loãng tiếng nói của việc cử tri da đen và các đại diện dân cử từ các khu vực này. Cả hai ông, Pearson và John, đều chỉ trích các hành động của đảng Cộng Hòa là tước quyền bầu cử của họ và nhấn mạnh rằng họ không nản lòng trong việc vận động liên tục cho việc kiểm soát súng. Hiện chức vụ đã được phục hồi và họ đã thề là sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách này trước sự thù địch của đảng Cộng Hòa. Và mặc dù thực tế là đảng của họ không có phiếu bầu để đơn phương tác động đến sự thay đổi. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Đây là một trong những chiến thuật tước quyền bầu cử và áp bức cử tri lớn nhất tại tiểu bang kém dân chủ nhất tại Hoa Kỳ đó là tennessee tiểu bang tennessee có một cơ quan lập pháp đa số thuộc đảng cộng hòa với những người không muốn thấy sự tiến bộ họ thích lắng nghe nra hơn là các cử tri họ thích nghe những tiếng súng nổ hơn là những tiếng cười của những trẻ em họ là những kẻ bất xứng việt linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần hạnh phúc bình an xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày chủ nhật xin cảm ơn và xin kính chào